Alo, chào anh em. Mới làm xong được hai cái lưới câu này trả nợ cho mấy anh khách chuyển khoản trước nè. Anh em thấy cái lưới mồi lương này nó đẹp không? Tại vì anh khách kêu mình đánh bóng nên đánh bóng lên nhìn nó mướt mát ha. Chứ cái lưới này nó đen chứ nó lợi hại hơn đó nè. Nhiều khi mình câu nó khó gỉ xét hơn, nó có cái lớp kẽm ngoài. Này đánh bóng đẹp thì thôi chứ câu vài bữa nó cũng đang thua. Em thấy mình khoan lỗ thì nó tròn đều ngay tâm ha, và cái phần còn lại của thép thì nó rất là dày, em thấy không? Không bao giờ mà hư được. Cái tánh của mình làm á là nó vậy đó, làm cái gì nó ra thì nó phải phải bền bỉ. Nói anh em tin chứ đồ đạc mà mình thiết kế ở nhà anh em thấy nó cũng giống như vậy luôn. Để sẵn mình quay sơ qua cho anh em xem. Đây là cái ghế của mình anh em, cái bàn chứ, cái bàn mình làm lưới câu nữa không. Này là mấy cây phuộc xe nè, gỗ này mình không biết gỗ gì nhưng mà gỗ đóng tủ anh em đó. Mình làm thế này thì làm sao hư được, dày nè, thấy chưa, đồ đạc mình làm nè anh em thấy không đó. Ghế ngồi ghế ngồi cái này nè em thấy chưa, thì mình đã quen cái kiểu như vậy rồi nên lúc nào cái món đồ mình làm ra thì nó cũng phải đảm bảo cái độ bền lâu dài để cho cái công mình làm ra đó anh em nó có giá trị. Chứ làm cái lưỡi câu anh em câu vài con rồi cái nó hết dính hoặc là nó lục hoặc là nó bị quát thì thành ra cái công của mình đó, nó bị bỏ phí. Và anh em mà câu như thế đó thì anh em lần sau sẽ không bao giờ mua nữa đó. Và mình bán được lưới câu là tới 70-80% là nhờ anh em khách quen đó. Anh em mua lần đầu xong rồi quay trở lại mua, thì đó là lý do mà tại sao mà đa số anh em mua rồi lại mua thêm lưới của mình nữa là như vậy đó. Còn anh em mà làm không không chất lượng lâu dài thì làm sao mà người ta dám quay lại mua lần thứ hai, đúng không anh em đó. Mũi mình làm thì nó bén đã lắm nha. Thép C70 này nó giúp cho mình giữ khách rất là tốt. Khi mà anh em đã xài qua cái thép C70 này rồi thì không còn tin tưởng bất cứ cái loại inox nào nữa. Cho nên nó làm cho mình giữ khách rất là tốt nha anh em. Siêu thép C70. Em thấy cái mũi mình làm nó tinh không? Ngạnh thì nó dày. Em nhìn thấy cái ngạnh nè, nó dày nhưng mà nó mượt ha, nó dày nhưng mà nó mượt, nó không có vướng lại bao nhiêu hết á. Em thấy trên này nó xuống, còn ở dưới lên thì nó khá là vướng ha. Đó, cái mũi này mà trúng xương rồi nó qua xương ngọt lắm anh em, và khi mà nó qua xương ngọt như thế thì nó giữ cá rất là tốt ha. Lưới mồi lương này thì câu được rất là nhiều kiểu, mồi nhái được, mồi lương được, nhái treo cũng được, mồi giả cũng được luôn, cá giả cũng được luôn đó. Cho nên rất là nhiều anh em mê. Ok, mình có bán lưỡi thép giũa, anh em nào có cần thép thì liên hệ qua số điện thoại Zalo với mình ha. Cấp này Zalo nó rất là khó khăn trong cái việc kết bạn đó anh em, thì anh em mình có đăng cái mã quét QR đó, anh em quét cái mã đó kết bạn với mình ha. Cái mã nằm ở trang chủ của cái trang Facebook lưỡi câu cá lóc của bình thường đó, với cái trang chủ của cái trang YouTube lưỡi câu cá lóc của bình thường của mình đó, thì anh em bấm vô cái kênh cộng đồng đó, là anh em thấy ngay. Ok, mình cảm ơn anh em nhiều ha. Ok, chào anh em.